Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho anh chị về cách khắc phục mà khi hoa của mình mà nó làm nụ sớm nha anh chị. Hiện tại là em ở tại vườn ở Thạnh Lạc nha anh chị ha. Thì vườn này thì bên em cũng có sỉ bông tết nữa nha. Em có để số điện thoại của chị Linh ở trên cái màn hình nha anh chị. Và hiện tại là cái dạng thọ của em thì nó chưa có làm nụ, nhưng mà chỉ có một số cái dạng thọ tay thỏ nè nó đã làm nụ rồi, thì bên em sẽ lãi bỏ trước. Thì sẵn em mượn cái hình ảnh của cái video này thì em sẽ chia sẻ cho anh chị nha. Thì hiện tại này đối với những giống như là B1, B2, B3 mà nó đã làm nụ như thế này nha anh chị ha, thì chúng ta có thể là giải quyết bằng hai cách. Một á, là chúng ta sẽ lãi bỏ nó nha, khoảng đâu là đầu tháng 12 thì chúng ta sẽ lãi bỏ nó, là có nghĩa là chúng ta đi cơi hai. Còn những anh chị nào mà thời điểm này mà chưa bấm ngọn á, thì anh chị có thể là bấm bỏ một cặp lá nha anh chị ha, có nghĩa là khi mà mình bấm bỏ xong á, thì cái nụ này nè nó sẽ mất luôn, và từ đó thì mình sẽ lấy chèo nha anh chị. Đây là dạng thọ tay thỏ nha anh chị ha, và đây là dạng thọ ban mai nè đó. Thì bên em là cái dạng thọ tay thỏ với dạng thọ ban mai á, là nó đều đi cơi nụ hết nha anh chị ha. Là tới dụ như dạng thọ tay thỏ này á, thì khoảng đâu là lối là 12 tháng 12 âm lịch á, thì bên em sẽ không có lãi nữa, thì để hoa để tự nhiên thì nó sẽ đúng Tết nha anh chị. Thì ban mai thì nó cũng vậy luôn. Còn đối với dạng thọ hoa Mỹ nè, thì nay nó cũng đã xé chèo cũng rất là ok nha anh chị ha. Đó. Thì bên em thì bán lối từ 25 đến 26 Tết anh chị. Thành ra là hiện tại giờ nó cũng chưa có làm nụ nữa. Nhưng mà em chỉ chia sẻ cho những anh chị mà mua cây giống ở ngoài chợ về á, tại vì mình mua sớm anh chị, và trồng hiện nay nó đã là làm nụ sớm á, thì em chia sẻ cho anh chị. Tại vì nhiều câu hỏi mà anh chị hỏi em á thì em cũng có chia sẻ đó. Nhưng mà hôm nay em quay trực tiếp tại vườn cho anh chị xem ha. Thì bên em á, là cũng có là sỉ bông tết nữa nha anh chị ha. Anh chị có thể là liên hệ qua số điện thoại 039 743 3821 ha. Thì sẽ gặp ngay chị Linh nha anh chị ha. Chị Linh này thì về kiến thức về hoa tết thì sẽ không có rành nha. Còn nếu như anh chị nào mà hỏi về hoa tết á, thì anh chị có thể là liên hệ Facebook của em là Quỳnh Thủy Tinh ha. Có thể là gửi cho em hoặc là vào nhóm ở ở bên em nha. Còn số điện thoại sỉ hoa tết thì bên em cũng có để nè. Anh chị có thể xem được ha. 039 743 3821 nha anh chị. Đó. Thì bên em thì cũng có đầy đủ các loại hoa tết luôn, hầu như là đầy đủ hết nha anh chị ha. Ví dụ như Hà Lan nè, rồi cúc vàng hè nè, rồi màu gà búa nè, rồi hướng dương nè, dạng thọ B52 nè, rồi dạng thọ B1, B2, B3 nè, kim mới luôn cũng có luôn nữa nha anh chị ha. Đó. Từ các chậu C như là C11A, C rồi T36, rồi T48 và T50 luôn nha anh chị ha. Đó, thì anh chị có thể là xem được nè. Đó. Ngoài ra thì bên em cũng có là dạng thọ ban mai nha chị ha. Ban mai 108 nè, là 160 nè, là cũng có đầy đủ luôn nha anh chị ha. Đó, anh chị có thể là liên hệ để mà gặp chị Linh để đặt cọc hoa tết nha chị ha, để bán trong cái mùa tết 2024 này. Thì bên em cũng có là luôn cái hoa màu gà nè anh chị. Anh chị có thể xem được, bữa nay là hoa màu gà bên em nó cũng đã lên búa hết, cũng như là nó lên đuôi hết rồi nha anh chị ha. Này có cái này làm em có trồng test thử một số là cái màu gà kép nè. Còn đối với màu gà búa thì anh chị xem nè, đó, nay nó đã lên tháp hết rồi nha anh chị ha, lên tháp rồi, rất là đẹp luôn nha anh chị. Nó thì em cập nhật liên tục cho anh chị xem về cái vườn hoa ở bên Thạnh Lạc nha. Cái này là Thạnh Lạc, Thành Công, Gò Công Tây, Tiền Giang nha anh chị ha. Nó ngay cổng ấp Văn Hóa luôn. Ví dụ như mà anh chị xuống á, thì anh chị ngồi gọi ngay cái số điện thoại mà số 21 đuôi đó thì gặp ngay chị Linh nha, để có thể là xem vườn nha. Bên em còn một vườn nữa, một vườn nữa thì cũng ở gần bên đây nha anh chị ha, gần ở ngay chỗ Thành Công nè, chúng ở mấy dưới ở mấy dưới Phú Thành nè, nói chung chạy xuống khoảng đâu cây số nữa là tới nha anh chị. Đó, thì ở đây anh chị xem. Quên nữa, bên em cũng có sống sống đời luôn nữa nha anh chị ha. Bên em khoảng đâu là 200 cặp sống đời á, là còn cái sống đời nữa luôn nha anh chị. Để em quay anh chị xem, đây sống sống đời nha anh chị ha. Sống đời bên em cũng đã xử lý ra bông này, có một số thì nó đã làm nụ rồi nè. Còn này là hướng dương lùn nha anh chị ha, hướng dương lùn của Thế Giới Hoa. Đó. Để em muốn nó ổn ổn xíu em quay cho anh chị xem ha. Đó. Đây. Rồi em cập nhật hôm nay tới đây cho anh chị xem nha. Anh chị nào thích thì cứ liên hệ em. Rồi em xin được mến chào nha.